Alo, Alo. Dạ đúng rồi ơi. Dạ.
tư vấn rồi anh ơi. Tư vấn cho cứ... thì anh cứ đến tư vấn nhưng mà ý là bà chủ bán lắm rồi. Tại hôm đầu anh thì anh đến tư vấn anh cứ với cao quá anh bà chủ bán lắm quay cái kia rồi. Đấy. Dạ đúng rồi. Tại hôm đấy tin tư vấn thì bỏ đường quay trong 6 năm không tư vấn thì bà thấy quay chứ. Trong 99 này thì bà không lắp nữa. Bà lại bên kia bà lắp cái quay hiện bên kia rồi. Đấy. Alo. Dạ đúng rồi. Tại em gọi đến lúc đầu thì bà đến mà anh tư vấn đi quán 100 năm thì người ta nắp luôn rồi nhưng anh lại tư vấn gói cao hơn á. Sao không tư vấn gói thấp thấp người ta nói là gói thấp nhất thì cái đó nó 199 làm sao? Người ta đâu có vâng, anh nha. Yeah.